Bạn đang phân vân giữa việc chọn cửa kính mở lùa hay mở quay, và đặc biệt là quan tâm về giá của hai loại cửa này như thế nào, giữa cửa lùa và mở quay loại nào có giá cao hơn. Hãy cùng ta Sona so sánh giá của hai loại cửa này qua video này nhé, để bạn có thể dự trù kinh phí và chọn lựa mẫu cửa phù hợp với nhu cầu của mình. Trước khi đến với so sánh giá cửa kính mở lùa và cửa mở quay, thì chúng ta hãy cùng điểm qua các thông tin đặc điểm về hai loại cửa này để hiểu được cấu tạo của hai loại cửa này sẽ gồm những bộ phận nào, để từ đó biết được tại sao giá của loại này lại cao hơn loại kia. Cửa lùa, đây chính là một loại cửa hoàn toàn có thể trượt lên một đường ray cố định khi chúng ta mở hay đóng cửa. Cửa lùa kính không chiếm nhiều diện tích khi mở, như các loại cửa mở quay, đặc biệt phù hợp cho những không gian hẹp, thiếu thốn về mặt bằng. Cửa kính lùa được cấu tạo bởi các bộ phận chính sau: kính cường lực và hệ thống ray trượt, cụm bánh xe, tay nắm, các chân kẹp, khóa kính, ray treo, kẹp cánh, gioăng chắn bụi và giảm chấn. Còn cửa mở quay là loại cửa có thiết kế với một cánh cửa cố định với khung bản lề. Khi vận hành mở cửa, cánh cửa sẽ quay nhờ phần bản lề chuyển động này. Thiết kế cửa mở quay có hai dạng bao gồm cửa mở quay ra ngoài và mở quay vào trong. Cửa kính mở quay được tạo thành từ kính cường lực và các phụ kiện cửa kính đồng bộ như bản lề, tay nắm, tay đẩy, hóa sàn, kẹp kính. Khi so sánh giá giữa cửa kính mở lùa và cửa quay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất liệu, kích thước, thiết kế và thương hiệu. Thường thì cửa kính mở lùa có giá cao hơn cửa kính mở quay, vì cửa kính mở lùa yêu cầu các phụ kiện phức tạp hơn như ray trượt, bánh xe và hệ thống trượt để đảm bảo cửa hoạt động mượt mà. Những phụ kiện này thường làm tăng chi phí tổng thể của cửa. Giá phụ kiện chọn bộ cửa lùa dao động từ 3 triệu đến 5 triệu. Đặc biệt đối với loại phụ kiện cao cấp như cửa lùa da miêu đo bán tự động thì sẽ dao động từ 6 triệu đến 7 triệu đồng. Còn cửa kính mở quay thường chỉ cần bản lề và tay nắm cửa, do đó chi phí phụ kiện ít hơn. Giá phụ kiện cho một cánh cửa mở từ 2 triệu 2 đến 4 triệu đồng tùy theo hãng sản xuất. Dù vậy, mức chênh lệch giá cụ thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thương hiệu, chất liệu kính như kính cường lực, kính an toàn hay kính mở và các yêu cầu thiết kế riêng biệt. Để có giá chính xác và phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn nên liên hệ trực tiếp với ta Sona để nhận báo giá cụ thể cho từng loại cửa. Với cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ, cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có tài nghề, sản phẩm cửa kính cường lực được chúng tôi cung cấp với mẫu mã đa dạng, chủng loại phong phú, kích thước đặt làm theo yêu cầu. Không chỉ cung cấp cửa kính cường lực, chúng tôi còn thi công lắp đặt chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, đáng tin cậy. Hãy liên hệ ngay với ta Sona qua số hotline 0968 720 135. Chúng tôi sẽ tới tận nơi khảo sát thực tế, đưa ra phương án lắp đặt và tư vấn về loại cửa kính cường lực phù hợp. Đừng quên đăng ký để được theo dõi nhiều video hữu ích về vách cửa kính cường lực nhé!